Rồi, xin chào mấy anh em ha. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em một số sản phẩm bên em cho anh em tham khảo nha. Em cần món nào thì alo em ha. Số điện thoại em để trên tiêu đề nè, em điện số đó nhắn tin lên. Thì bên em có bán khoáng nha nè, khoáng ngũ cốc đầy đủ hết trơn nha nè, khoáng ngũ cốc dành cho cô gái ha. Thì bên em cũng có bán Kumalai luôn nha nè. Thì anh em có nhu cầu mua Kumalai về làm giống hay là mua chơi mua bẫy nè, thì bên em có bán đầy đủ cung mồi cho nha nè. Thì đầu tiên là giới thiệu cho anh em bịch khoáng ha. Khoáng này khoáng dành cho cô gái ăn, khoáng có nhập nha nè. Thì bịch về đây là 1 kg, hiện tại thì em đang bán giá là 150.000 nha nè. Thì ngoài trường thì em thấy cũng có nhiều giá lắm nha nè. Thì bên em thì nhập sang bán vậy nha nè. Thì rồi tiếp tục là em giới thiệu cho anh em mấy cái cống mẫu cổ cống tre nha nè. Thì một cọc cắm này thì cặp gì đây anh em, thì em đang bán giá là 20.000 ha. Thì cống này thì cũng có xịt qua một lớp BU rồi nha anh em, BU bóng ha. Thì một cặp gì là 20.000. Thì cái này mình đựng để mình đựng thóc và đựng thức ăn nữa nè, thì nó không có nó xài bền lắm. Cái này anh em xài 2-3 năm bình thường vậy đó. Còn cái này thì cống đựng cũng vậy nữa nha nè, nhưng mà may đang bằng thằng nhựa cứng á. Cái này hiện cặp 30.000 thì nó có hai màu, thì anh em thích màu nào alo em ha. Thì nó cũng đồng giá nhau nghe nè, màu xanh này mình có thể bởi du lịch mình đi bẫy nè. Còn cái gỗ khoáng này em bán nguyên bịch nghe nè, em không có chiết lẻ. Thì cũng có nhiều anh em kia chiết lẻ ra, thì chiết lẻ ra thì khó bán lắm. Sau này bán còn mấy anh em sau có bán nghe nè, thì em nhập sau về em bán là bịch gì nghe nè, em thông cảm ha. Cái này thì chị nghe nè, chị này thì cục chỉa nè là 25.000 nha nè, 150g ha, 150g là nó vừa nhất luôn á nè. Còn này thì chuông để vô mấy cái lục chích tục quất nè, thì bên em bán lục chích tục quất luôn. Thì cái chuông này cái 30.000 nha nè. Còn này móc ti đồng ha, để bán lục nha nè. Thì móc thì làm bằng inox, còn cái này thì làm bằng đồng thau nha nè. Thì hiện tại thì em đang bán giá là 140, anh em cần mẫu trả lời nha em nghe nè. Thì bên em có bán đế cho cô đứng luôn ha, cặp 25.000 nha em. Đế cũng có xịt qua lớp PU. Còn cái này cái máy cái lọc đặt chân thì bên em có hai loại, là loại chữ vuông và tròn nha em, vuông và tròn ha. Thì cái này thì cái chân của nó chân cắm bằng inox nha em, còn cái đầu trên này đồng làm đồng thau. Thì hiện tại thì em đang bán một cặp gì đây là 180.000 nha em. Rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em cái hàng giò bẫy cua gáy ha. Đầu tiên là giới thiệu cho anh em là cái hàng giò này, giò cước nha anh em. Thì cái giò cước này á, đặc biệt cái chân cắm của nó là cao lắm, nó cao hơn những cái dòng khác nha anh em. Thì cái dòng cước này thì mình để mình cầm đất mềm, đất cát hoặc là mình đánh ngụy trang trong cỏ là ok lắm nha anh em. Yếu á, thì dây của nó là dòng bằng dây mà cổ khô ha, dây bà siêu bền nha anh em. Đây là cái giò cước ha, nó có đủ 3 màu, màu vàng vàng xanh xanh đấy nè. Thì cái thằng giò này là giò Thái nên anh em yên tâm, khi mà mình cầm ra ngoài nắng là nó không có trường hợp béo này nha nè. Này thì em bán nhiều lắm, một bộ dưới đây là 10 chân nha, em đang bán giá 140 nha nè. Và tiếp tục em giới thiệu cho anh em là cái thằng giò cước cấp độ C7 dòng đặc hình nha. Thì bên em bán C7 không bán không có C4 nha nè. Thì lúc trước em bán cũng đầy đủ nhưng mà em thấy anh em xài cái dòng này nhiều lắm. Thì cái dòng này em lên dòng tàng hình ha, khi mình chậm ra nắng thì mình không có thấy. Em cũng làm nhiều clip thì quay cái gì đây thì quay cực kỳ là gần khi mình mới nhìn thấy nha nè. Nó sẽ máy điều cực kỳ luôn, nó không có bị đụng nha nè. Dây là dây siêu bền ha, dòng màu nâu 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 chung với cái màu cộng chung với cái màu cái chân cấm luôn nha nè. Chân cấm này làm bằng thép gầm lại ha, gầm lại cái màu dây này nè, từ cộng dây cho tới chân cấm cho tới cái cước luôn. À, đều một màu một hết trơn nha nè. Dòng này dòng tàng hình ha. Thì bên em bán đủ 3 dòng chữ O, chữ U và chữ C luôn, 3 dòng tùy theo sở thích của anh em ha. Thì 3 dòng thì 7 chân thì em đang bán giá là 90.000, 10 chân 130 nha nè. Nếu có nhu cầu alo em ha, 7 chân 90.000, 10 chân 130. Còn như anh em mà có đang lục á nè, thì bên em có bán lưới nha. Lưới này lưới đang sẵn nè, lưới này lưới Thái ha. Này về mình lợp lên liền lại thôi. Thì cái này thì bộ dây là 60.000, còn này là siêu bền nha nè. Siêu bền này thì 80.000,
Này thường là anh em xài gọt nhiều. Còn cái này thì mấy cái túi để đựng những cái dùm nhỏ nha nè, khoảng hai ngón tay. Thì một cặp dây đây em đang bán giá là 25 ngàn nha em. Thì anh em thông cảm em ha. Thì cái này thì bên em không có bao phí. Còn anh em mua mà mình muốn đỡ tốn phí thì anh em kèm vô những cái hàng khác nha em. Như là những cái liều lụt hay là quần áo ngụy trang, lo đồ đó anh em, thì bên em đều có bao phí hết. Còn anh em kêu thấy vô cho anh em một vài cặp này thì nó không có đỡ tốn phí nha anh em ha. Thì còn nếu mà anh em mua không, mua như anh em mua một cặp hai cặp á, thì tiền phí nó mỗi lần phí ship là khoảng 30 ngàn vậy đó, hai mấy 30 ngàn tùy theo chỗ. Thì nó thì bán cặp thì 25 ngàn à, còn tiền phí ship nữa thì nó giá hơi cao nghe nè, cộng lên cao ha. Hoặc là anh em kết hợp lại hai ba anh em nữa nè, mình mua một lần thì nó đỡ tốn tiền phí ship. Còn này thì 25 ngàn cặp nha, cũng đồng giá với cái túi hồi nãy, cái túi nhỏ. Cái này thì để đựng những chim lớn như là mấy con bịp bịp, cua gáy rồi nè. Này vảy thòng này bộ gì đây, nó là 20 dòng dây siêu bền, dây căng ra được 2 mét nha nè. Dây này em cũng làm nhiều clip bên căng giới thiệu á. Thì một bộ gì đây hiện đang bán giá 100 ngàn nha nè, bắt được tất cả các loại chim luôn nha nè. Đây này là cái áo lộng nè, áo lộng thì có từ C30 đến 35, 40, 36 đầy đủ hết. Thì anh em cần mẫu áo lộng mẫu nào alo em ha, bên em có áo lộng dây đứng dây kéo đầy đủ hết trơn nha nè. Thì anh em cần alo em ha, thì cũng vài chục ngàn nha nè. Thì áo lộng may bằng vải thun thái co giãn, giải gần y nha nè. Cần mẫu nào alo em nha nè. Xin chào anh em ha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha nè. Này mấy cái xích chân chân này thì làm dây này dây siêu bền, dây đặc luôn nha nè, này chắc lắm. Malai ha, Malai cộng 50, đầu dây mềm nha nè, nên nhìn thấy đầu dây mềm mại lắm. Còn của số 8 thì 65 ngàn cộng nha nè. Anh em cầu muốn alo em ha. Xin chào anh em nha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nè. Em có nhu cầu alo em ha, số điện thoại em để cho tiêu đề nè.